ơn bạn. Sen cha wa le su wa pe su. Thật vui khi thấy nhà yến của tôi được chú én phản hồi. Và trong 2 năm, tôi chưa bao giờ nhìn thấy thứ gì như thế này và tôi nói điều tốt nhất ở trung tâm xoa lâu của Suavesi. Tôi đến từ Việt Nam đã vô cùng ngạc nhiên khi đến trung tâm chim én Suavesi. Khi nhìn thấy một con chim én như thế này, âm thanh tuyệt vời, công cụ tốt và khoa học nuốt rất tốt nhất. Chúng tôi xuất thân từ một gia đình Việt Nam, những người nuôi yến Việt Nam nói rất hay. Cảm ơn bạn, Sencha Wale Suavesu. Thật vui khi thấy nhà yến của tôi được chú én phản hồi. Và trong 2 năm, tôi chưa bao giờ nhìn thấy thứ gì như thế này và tôi nói điều tốt nhất ở trung tâm xoa lâu của Suavesi. Tôi đến từ Việt Nam đã vô cùng ngạc nhiên khi đến trung tâm chim én Suavesi. Khi nhìn thấy một con chim én như thế này, âm thanh tuyệt vời, công cụ tốt và khoa học nuốt rất tốt nhất. Chúng tôi xuất thân từ một gia đình Việt Nam, những người nuôi yến Việt Nam nói rất hay. Cảm ơn bạn, Sencha Wale Suavesu. Thật vui khi thấy.